Nhà giàu kia có nuôi một con chó rất dữ tợn. Con chó này gặp người đi đường đều sủa, thấy có người bước vào cửa thì sẽ cắn. Có ta ở đây, không ai có thể bước vào cửa được. Một hôm, có một vị Sa-môn đến nhà này quá duyên. Làm ơn mở cửa, thí chủ có ở nhà không? Là ai vậy? A Di Đà Phật, đã làm phiền thí chủ rồi. Bần tăng đi ngang qua đây, muốn xin một ít cơm chay. À, tại xá bần hàng nên chỉ còn lại một chút cơm lạc, mong ngài đừng chê. Đa tạ thí chủ. Lão hòa thượng này thật to gan, dám thừa lúc ta đang ngủ đột nhập vào nhà, còn quấy rầy giấc ngủ của ta nữa. Nếu như lão không đem đồ ăn chia cho ta, ta sẽ xông tới cắn cho lão một phát. Chó ngoan, người chắc cũng đói rồi. Vị Sa-môn cũng đã tu chứng đắc thần thông nên biết được suy nghĩ của con chó. Người này tâm địa tốt thật. Ta đi đây. Tạm biệt. Đúng rồi, chính là con chó đó. Năm trước chính nó đã cắn chúng ta bị thương. Hôm nay phải cho con súc sanh này biết mùi lợi hại mới được. Cho mày cắn người nè. Cứu tôi với, cứu tôi với. Còn chó cứ như thế, bị hai kẻ bịt mặt báo thù và đánh chết. Sanh rồi, sanh rồi, cuối cùng cũng đã sanh rồi. Ôi, con của ta, con trai của ta. Thì ra là vị Sa-môn đã từng cho ta thức ăn. Sa-môn. Ồ, thì ra là ngươi à. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Sa-môn, xin người hãy nhận con làm đệ tử. Tất nhiên chúng ta đã có duyên với nhau, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử vậy. Tốt quá rồi, sư phụ. Mời ngài mau theo con về nhà. Chàng trai trẻ xin cha mẹ cho phép vị Sa-môn làm thầy của mình, bởi vì chàng ta cúng dường vị Sa-môn và thỉnh ngài truyền thọ giới, dạy kinh điển cho chàng. Chỉ có như thế, vị Sa-môn lại quá độ được cả gia đình người đệ tử. Vì chàng trai muốn báo đáp thâm ân dưỡng dục của cha mẹ nên không xuất gia thọ tỳ kheo cụ túc giới. Chàng ngày ngày cúng dường các vị tu hành. Qua mấy năm sau, cha mẹ chàng trai lần lượt qua đời. Chàng quyết định dùng quãng đời còn lại của mình để báo đáp thầy mình. Có thể nói, người bố thí có được phước báo, người hành thiện có được niềm vui. Lấy việc tri ân báo ân làm đầu, lợi ích cho người chính là lợi ích cho mình. Amida Phật. Namo 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 Amida Phật.